in Vietnam nowadays, I think the education is developing, but it still lacks of practical experiences for the students. Thiếu định hướng cho sinh viên, yeah. Với là học sinh. I think education in Vietnam is not very effective right now. Chỉ chú trọng vào việc sinh viên đến trường và đi học và họ hoàn thành khóa học của họ, mà họ không chú trọng vào việc đào tạo cho sinh viên những cái kỹ năng cần thiết. Một tới cấp 3 thì tập trung nhiều kiến thức, thì nâng cao được trình độ giáo dục, nhưng mà sau đó chỉ toàn dạy lan man. Pretty diploma oriented and theory based more than practical and reality relevant. Giáo dục Việt Nam hơi thụ động. Cái chương trình học và cái thời gian học nó hơi bị kéo dài và nó không có trọng tâm lắm. They start, they don't let the student be more social active. I learn a lot of subjects that I don't want to learn. But when we work after graduation, we don't apply much of the knowledge we learned at school into practice, and we have to train, we have to be trained all over again. Thầy của mình giống như là lúc nào cũng nói về từ trên sách giáo khoa, nói xuống y chang, không có gì mới. Về cái tấm bằng không được công nhận nhiều ở bên bên ngoài. The lack in the connection with companies. We have a lot of exercise to do and we cannot spend more time on outside activities. Thì mình cảm thấy học anh văn quá là nhiều, mà những cái anh văn đó là không cần thiết, nhưng mà tiền học thì rất là mắc. Đó. Nhất là học phí. Nhưng hiện tại thì trường đã lấy quá nhiều thời gian của mình, và khoảng thời gian đi làm của mình thì nó hơi bị ít ỏi. Thì có những cơ sở quá xa, thì mình khó có thể tới được trường học, với lại kiến thức nhiều khi cũng chưa được cập nhật mới những chương trình mới nhất. Viết CV thôi. Năng mềm. Cái kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm. Soft skills. Kỹ năng giao tiếp. Address communication or public speaking skills. How to communicate. We didn't think of a new way to solve problems and didn't go with new idea. Creative thinking. Critical thinking. Cái kỹ năng quản lý và nhiều hơn những cái công nghệ mới. Những cái kỹ năng thực tế, ví dụ như là sử dụng phần mềm gì đó mà giáo viên chỉ toàn nói lý thuyết thôi. Learning is quite good because you don't have to come to school to study and you can save a lot of time. Thật sự nó rất là tiện ích tại vì nó linh hoạt, thứ nhất là linh hoạt về thời gian, và cái thứ hai là nó đáp ứng đúng nhu cầu của mình. It's an effective way to learn. Nó tiết kiệm thời gian thôi, chứ thực ra nó cũng không có tốt bằng cái việc mà mình đi đến trường và mình gặp gỡ tới giảng viên. Tại vì nếu mà gặp lại trong thời gian mà mình học á, mình có cái gì khó khăn á, mình có thể trực tiếp hỏi về cái nguồn thông tin, nó sẽ chính xác hơn là cái việc là mình tự tìm hiểu. Mà cái việc học online nó không đi từ gốc, mà mình muốn tìm hiểu vấn đề gì mình truy cập vào vấn đề đó. Nên là cái lý thuyết khi mà mình học vô á, nó không có theo một cái sơ đồ hay hệ thống hóa gì cả. Đây là cái việc mà mình học từ ngọn học xuống, nó rất là khó khi mà mình phát triển lên sau này. Another disadvantage of e-learning platforms is because I have the little interaction with the lecturers. If you had the possibility to change one thing in education, then what would it be? That would be more concentration and more focus on practical experiences instead of theory, and more creative methods for students to learn and to memorize, to remember things. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself.